Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đánh giá lại cái chiếc Realme GT Neo 5 sau khoảng thời gian ra mắt. Và đến thời điểm hiện tại thì thật sự đây là một trong những chiếc máy mà mình thấy có thiết kế đẹp nhất ở trong phân khúc. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Nếu như mà so với lại Redmi K60 thì chắc chắn là con này đẹp hơn, vì nó có những cái chi tiết về mặt thiết kế mà những cái chiếc máy khác trong cùng tầm tiền này không có. Thứ nhất là chúng ta sẽ có là một cái phần module camera được kéo dài này. Và ở chỗ kế bên cái phần module camera chúng ta sẽ có được một cái phần đèn LED RGB với 25 màu như thế, để tạo điểm nhấn cho cái phần mặt lưng này. Nói chung là về mặt thiết kế của cái chiếc Realme GT Neo 5 này ấy, thì từ mặt trước ra mặt sau nó đều rất đẹp, rất hài hòa. Nếu mà xét ở trong tầm tiền, điện thoại đang bán rơi vào tầm khoảng là 7 triệu, chưa đến 7 triệu cho phiên bản option RAM 12 bộ nhớ trong 256, thì đây là một cái phần mức giá vô cùng tốt. Vì khi các bạn mua tại điện thoại, các bạn sẽ được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng. Vào cái thời điểm nó mới ra mắt ấy, với option bộ nhớ là RAM 12GB bộ nhớ trong 256GB thì mức giá nó sẽ rơi vào đâu đó là gần 10 triệu. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cùng một option như thế, chúng ta chỉ còn cái mức giá là rơi vào 7 triệu thôi thì cũng đã tiết kiệm được khá khá một khoản rồi. Và đây là một cái chiếc máy mới nguyên siêu các bạn nhé, chứ không phải là máy cũ đã qua sử dụng. Cho nên là về cái chất lượng thì các bạn hoàn toàn yên tâm, không có một cái sự hao mòn nào ở đây cả. Đấy, màn hình của Realme thì mình đánh giá là nó là một cái màn hình có màu sắc tươi, nịnh mắt. Và nó thiên hướng rực rỡ nên là thành ra nhiều người khi mà kể cả là đặt chung cái chiếc Redmi K60 cạnh bên ấy, thì họ sẽ thấy rằng là cái màn hình của con Realme này nó đẹp hơn, tại vì nó nịnh mắt mà nó tươi mà. Còn đối với lại màn hình của Redmi K60 thì nó sẽ thiên hướng là trung tính. Độ phân giải thì cũng lên tới là 1.5K, kèm với đó là tần số quét 144Hz. Tổng thể thì về mặt chất lượng hiển thị với tấm nền OLED như thế này thì không có gì để mà phàn nàn cả. Hiệu năng thì cũng cực kỳ tốt khi mà nó có được cái con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Thì với một con chip flagship như thế này thì cũng không có lăng tăng gì ở trong cái tầm tiền này cả. Đấy, vì rõ ràng là các bạn không thể nào tìm ra được một cái chiếc máy có mức hiệu suất cao hơn con máy này. Đây là mình xét theo máy mới các bạn nhé. RAM ROM như mình đã nói cực kỳ thoải mái, RAM 12GB bộ nhớ trong 256GB. Con này thì cũng đã hỗ trợ gọi là unlock SIM, nói chung là mua về là dùng như bình thường luôn, cài ROM quốc tế dùng như bình thường chứ nó không gặp phải một cái trở ngại nào cả. Và khi các bạn mua máy tại điện thoại thì các bạn có thể yêu cầu điện thoại cài miễn phí cho các bạn luôn, chứ cũng không có cái gì mà khó khăn ở đây cả, không mất thêm bất kỳ một cái chi phí nào. Camera của con này thì cũng được trang bị một cái cảm biến chuẩn flagship, đó chính là IMX890. Đây là một trong những cái cảm biến mà được trang bị trên những cái chiếc máy mà tầm khúc giá đâu đó là 15-20 triệu, thậm chí là hơn, là chuyện rất là bình thường. Đấy, và chất lượng của nó thì các bạn không cần phải lo, từ trong điều kiện đầy đủ sáng hay là đến điều kiện thiếu sáng thì nó đều làm đáp ứng rất là tốt cả. Còn về cái phần camera góc rộng thì nói chung là nó cho ra một cái chất lượng gọi là tương đối ổn thôi, không thật sự là quá ấn tượng. Ban ngày thì chụp vẫn cực kỳ là rõ ràng và sắc nét, tuy nhiên thì vào trong những điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ gặp ngay phải cái hiện tượng là bị mất chi tiết và bị mờ, chất lượng nó sẽ bị giảm đi khá khá. Còn về camera macro thì nó không phải giống theo kiểu là trang trí như là trên cái chiếc Redmi K60 đâu, mà camera macro của cái này thì chúng ta có thể sử dụng để làm được kính hiển vi. Đấy, có thể là soi mọi vật thể một cách nó gọi là nó phóng to, nó tốt nhất. Đấy, cho nên cũng là một điểm rất hay trên cái chiếc máy Realme GT Neo 5 này. Còn về cái khoản quay video thì mình đánh giá là nó sẽ ở kèo dưới so với lại Redmi K60 các bạn nhé. Camera của Redmi K60 thì nó cho ra một cái chất lượng quay cũng như là cái khả năng thu âm nó tốt hơn so với lại cái chiếc máy này. Bạn nào mà cần về cái chất lượng chụp ảnh thì có thể lựa chọn Realme GT Neo 5, vừa có một cái phần cứng là chuẩn flagship với cảm biến chính này, và vừa có một cái phần mềm hỗ trợ xử lý nó tốt hơn so với lại Redmi K60. Nhưng còn về khoản quay video thì Redmi K60 nó sẽ nhỉnh hơn. Pin cũng là một điểm rất là đáng để đề cập, khi mà con này nó sẽ có dung lượng là khoảng 5000mAh nhưng đi kèm với sạc nhanh gấp 3 lần so với lại Redmi K60, lên tới là 150W. Loa trên Realme GT Neo 5 thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn một tí so với lại cái con Redmi K60. Redmi K60 thì nếu như mà các bạn mở những bài hát thiên về bass ấy, thì cái phần bass nó sẽ bị nhỏ đi hoàn toàn so với lại hai cái giải âm còn lại. Còn đối với lại Realme GT Neo 5 thì nó sẽ có được cái sự nó nhỉnh hơn ở cái khoảng mà thể hiện cái chất âm bass. Tổng kết lại thì Realme GT Neo 5 vẫn là một cái chiếc máy vô cùng đáng mua và gần như là vô đối thời điểm hiện tại. Trong cái tầm tiền này để mà gọi là lựa chọn ra hai chiếc máy kỳ phùng địch thủ thì một là Redmi K60 và hai là Realme GT Neo 5 thôi, còn lại thì không có một cái chiếc máy nào chiên chăng cả. Thì mình thấy là với Realme GT Neo 5 nó sẽ có điểm mạnh về mặt thiết kế này, màn hình nó cũng sẽ tươi, nó nịnh mắt hơn, kèm với đó là nó cũng sẽ có được một cái camera chính chất lượng hơn so với lại Redmi K60. Sạc thì super nhanh rồi, loa cũng thể hiện tốt hơn một tí xíu, nên là mình nghĩ lựa chọn Realme GT Neo 5 nó sẽ là ok hơn. Cài ROM tiếng Việt, fix lỗi, unlock SIM một cách dùng bình thường hết rồi,
không có vấn đề gì để mà phải lăn tăn cả. Và khi các bạn cài ROM quốc tế thì các bạn sẽ còn là gì, có tiếng Việt chuẩn chỉnh hơn, 100% tiếng Việt, fix được lỗi trễ thông báo, fix được lỗi định vị này thì cực kỳ là ngon rồi, chứ còn gì nữa, đúng không nào? Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.